Đấy, con này định vừa nhảy thế, con hồ trốn ngay tránh ngay. Cô đã thích cà phê đây rồi. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Bây giờ bảo đừng có đụng nó. Tôi muốn cho chị đấy. Cả nó đấy là cái chẳng vào nó đã chạy đấy. Cứ cười. Được hai em tiếp này. Tiếp gì? Mày sướng hơn bốn. Hai em chơi. Con nghe thích đồ bố. Gai rồi, gai rồi. Cảm ơn nha. À, con này như ở cái con trước ấy, con trước rồi con bố thích ấy. Kiểu con này nó đàn anh nó ra nó kiểu nó cảm giác như là kiểu nó can hai đứa này. Ờ, nó can mấy vụ đánh nhau. Cái này ra can. Đúng rồi, con lớn can. Nó lớn kiểu nó đềm tính mấy con 2 3 tuổi. Cái mua vừa mới ẻ xong chúng mày mẹ. Trông đẹp trai quá. Chắc là đụng tập thể à? Bình thường nó chưa lạnh, kiểu gió tí thôi. Ý là nó không cũng lạnh nhưng mà nó không lạnh. Con cái đấy có thể. Con này là không thích con kia, thằng kia. Ồ, break up à? Đấy, anh cả này ra, anh cả ra, đầu ra xem có biết anh này đi. Con chiêu hua cái bạn thích chơi con là dòng con Pomeranian. Con kia là con Pomeranian ấy. Em nghĩ là nó mất chứ nó với cả con này. Con này là Zakat đi. Con kia là Zakat. Như kiểu cảnh sát. Đặc dê đấy, con đấy gọi bạch dê đấy lại chẳng hạn chơi tiếp. Con biến cảnh sát khu vực. Đặc dê. Sao con chơi cái này hay là đều là cùng một chó đúng không ấy? Không phải là cùng chó. Đây, không này. Bu thấy con bé là chẳng phải đi đấy. Nam. Bu thấy con bé là sẽ đi. Ê, hình như con bu nó đang kiểu ăn ổn quá. Hình như con bu nó vừa kiểu ăn ổn con cá hồng. Thầy ra chơi với người. Ê, Thải. Cảnh chế chơi rồi. Ô, Thải. Nó đứng ở kia luôn, nó chất bà. Ô, buồn. Mấy bên này chủ không bu. Goodbye, bu. Có này à, chất bà này à, chất bà này à, đứng trước bảo mặt ngoài bà đã. Đúng rồi, tình nghĩa nhưng mà thấy vui quá lại thôi mình rồi chơi tiếp khỏe hôm nay đông quá mà chơi này ok anh thấy em thích kiểu rồi. Tầm này thôi tầm đông quá chơi còn
Mr. Booyah.